Thái độ lạ của Trung Quốc khi Mỹ phô diễn sức mạnh ở Biển Đông. Nhà phân tích Carl Sutter, cựu giám đốc tác chiến thuộc Trung tâm Tình báo Liên quân của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, nói các cuộc tập trận với sự tham gia của hai tàu sân bay cùng lúc ở Biển Đông thể hiện sức mạnh mà ít nhất là trong thời điểm này. Trung Quốc chỉ có một tàu sân bay hoạt động đầy đủ, còn chiếc thứ hai gần đạt được năng lực đó. Tuy nhiên, cả hai nhỏ hơn và không có khả năng mang nhiều máy bay như hai tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Và hai tàu sân bay này vừa hoạt động với tàu sân bay thứ ba USS Theodore Roosevelt ở biển Philippines gần đó. Ông Chester nói, quy mô khác nhau về sức mạnh chiến đấu được thể hiện giữa các cuộc tập trận của Hải quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc PLA và Hải quân Mỹ rất đáng chú ý. Việc này gửi đi thông điệp cả về quân sự lẫn địa chính trị cho Trung Quốc và khu vực. Cuộc tập trận của Hải quân Mỹ chứng tỏ ai có sức mạnh tiềm năng lớn hơn. Ông Chester lưu ý rằng, việc vận hành hai tàu sân bay ở Biển Đông có thể là một hoạt động phức tạp hơn khi có ba tàu ở biển Philippines. Biển Philippines là đại dương mở, trong khi ở Biển Đông rải rác các tuyên bố đòi hỏi chủ quyền trên không và trên biển chồng lấn, ông nói theo tường thuật của CNN. Thêm vào sự phức tạp đó, Mỹ tăng cường hỏa lực trong các cuộc tập trận hiện tại với máy bay ném bom B-52 bay cùng máy bay chiến đấu cất cánh từ các tàu sân bay. Máy bay ném bom này đã bay 28 giờ không ngừng từ căn cứ ở Louisiana để tham gia tập trận, cho thấy khả năng của không quân Mỹ trong việc nhanh chóng di chuyển khí tài các điểm nóng trên thế giới. Chuyến bay này thể hiện khả năng tiếp cận điểm nóng từ căn cứ của chúng tôi, bay đến bất cứ nơi nào trên thế giới và thực hiện các nhiệm vụ nhanh chóng tái tạo năng lực chiến đấu từ một căn cứ tiền phương và tiếp tục hoạt động. Trung tá Christopher Dubb, chỉ huy của phi đội bom 96, nói trong một tuyên bố. Trung Quốc trong bản tin của Thời báo Hoàn Cầu đã gọi các tàu sân bay Mỹ không khác gì hơn là những con hổ giấy trên ngưỡng cửa của Trung Quốc và nói rằng Bắc Kinh có nhiều hỏa lực để bảo vệ các vị trí của mình ở Biển Đông. Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của PLA và bất kỳ hoạt động tàu sân bay nào của Mỹ trong khu vực đều được PLA theo dõi chặt chẽ và có nhiều loại vũ khí phòng không như DF-21D, DF-26, cả hai đều được quảng cáo là sát thủ hàng không mẫu hạm, bản tin của Thời báo Hoàn Cầu nói. Bất kỳ hoạt động tàu sân bay nào của Mỹ trong khu vực đều nằm trong tầm kiểm soát của PLA, tài khoản của Thời báo Hoàn Cầu viết trên Twitter cùng với hình ảnh của các loại tên lửa Trung Quốc. Hải quân Mỹ nhanh chóng trả lời, tuy nhiên họ vẫn ở đó. Hai tàu sân bay lượn sóng hoạt động ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông, USS Nimitz và USS Ronald Reagan không hề bị đe dọa. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.